Thưa quý vị, vừa qua Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 2016 đến ngày 31 tháng 7 2017 đối với sản phẩm cá tra và cá ba sa của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường nước này. Mức thuế sơ bộ cho hai bị đơn bắt buộc là 0 đô la trên 1 kg và 1,37 đô la trên 1 kg. Thuế suất cho các bị đơn tự nguyện là 0,41 đô la trên 1 kg. Thuế suất toàn quốc là 2,39 đô la trên 1 kg. Mức thuế này thấp hơn rất nhiều so với kết quả cuối cùng của đợt rà soát lần thứ 13 trước đó. Theo thông báo, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ, dự kiến vào khoảng tháng 1 năm 2019. Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tham gia hợp tác đầy đủ với DOC và Bộ Công Thương trong các giai đoạn tiếp sau của vụ việc để đảm bảo kết quả cuối cùng khả quan và tích cực.